ăn với trà rẻ ngon lắm nha.
Wow. Thank you.
ngâm rượu à? Thế người ta bảo thế thì đấy, đâu có nước rượu đâu mà không có ai khoe chồng này đâu 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 này chữa cái bệnh gì về ngâm rượu cái đấy mình lấy một quả cái này rẻ bạn rẻ thôi bao nhiêu mà rẻ vâng là thiếu cái gì hoàn chùa có lấy nó rồng rượu thì các bạn làm mình không biết nên là mình không làm không chưa kịp có cái bà là vừa không biết làm nào lại đấy bác em đưa trà đi nhá cảm ơn các bạn you
Thank you.
Thơm thế. Như mùi sữa. Đây là nhiều quả chín mà cũng đi đường đoạn dưới cũng chỉ hay cắt đoạn dưới kẻ rồi không sao đội kia cắt có quả nào không được thì mang vào đây nhựa quay này này rồi
Thank you.
quần không để không chị ạ, dưa sữa. Yeah.
Thank you.
Thank you.
này trồng bao nhiêu năm rồi? Năm nay bắt đầu. À, năm nay bắt đầu, nhưng mà cái cây này thu hoạch được bao nhiêu lâu? Cảm biết thấy bảo được dài ghê ấy. Nhưng mà chưa... Cả được mấy tháng vậy bà nhỉ? Chưa làm bao giờ thì bây giờ mới chắc là bảo hết quả thôi. Vâng, nhưng mà càng ngày càng cao nhỉ? Cao lắm. Cao thật. Treo nạo phải đi vặt đây này. Cái này ngày nạo vặt hả bà? Ừ, treo nạo vặt. Lớn nhanh nhỉ? Lấy điện thoại, thế là may lại gặp cái chị đấy. Bảo vâng. Chị ơi, em cái hai cái đứa nó đang bảo đà đậu bắp. Quay cái chủ đề
Dạ không, không bán. Thấy hai mớ về mà ăn. Cháu chỉ ngon cả bà bạc. Năm con ăn. Vừa rồi bán em gái về đâu với? Bán đâu? Đi ơi. Ngồi đây Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
5 giờ đi, hẹn 5 giờ.
đi bây giờ 4 giờ không được đi được đâu. 6 giờ ấy. Thank you.
lên tới một tuần thì đẹp. Nó gần một tuần. Đúng một tuần hết luôn. Thế gọi lên tới một tuần thì đẹp. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Vâng.